Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao động. Thưa quý vị, Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi. Để thông tin từ quý vị độc giả chi tiết hơn các quy định liên quan đến luật căn cước, chúng tôi có cuộc trò chuyện với luật sư Đỗ Thị Hồng Hạnh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Khánh Việt. Chào Linh Trang, chào tất cả quý vị khán giả. Thưa luật sư là trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, theo luật căn cước công dân 2014 thì thẻ có tên là căn cước công dân. Vậy thì từ sau ngày 1 tháng 7 thì luật mới đã quy định tên gọi như thế nào ạ? Theo quy định mới tại luật căn cước công dân 2023 thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì tên gọi là thẻ căn cước công dân sẽ được đổi theo tên gọi mới là thẻ căn cước quy định tại khoản 11 điều 3 của luật căn cước năm 2023. Theo luật căn cước công dân năm 2014 thì thẻ quy định chỉ cấp căn cước công dân cho người từ 14 tuổi. Nhưng mà theo luật mới thì sẽ cấp cho người dưới 14 tuổi, tức là dưới 6 tuổi và từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Và luật sư có thể thông tin chi tiết hơn về vấn đề này được không ạ? Đây là một cái điểm mới của luật căn cước năm 2023. Tức là nếu những công dân mà dưới 14 tuổi mà có nhu cầu để lấy thẻ căn cước thì chúng ta sẽ được cấp trường hợp mà dưới 6 tuổi thì sẽ có người bảo hộ chính là cha mẹ hoặc là người giám hộ cho đại diện cho trẻ dưới 6 tuổi để khai các cái thủ tục để làm căn cước. Thế còn trường hợp từ 6 đến 14 tuổi thì có thể người giám hộ hoặc là người đại diện đi cùng với cả công dân đến các cơ quan hoặc là khai trên hệ thống trực tuyến. Tất cả cái này thì cũng được quy định rõ theo quy định tại khoản 2, điều 23 của Luật Căn cước công dân 2023. Vâng, à, sửa độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân là một trong những nội dung quy định trong luật căn cước mới. Vậy hiện tại thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Vậy theo quy định mới thì độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân thay đổi như thế nào thưa luật sư? Theo quy định mới thì sẽ có thêm cái trường hợp đổi đó là chính là từ người 14 tuổi trở lên, bởi vì quy định cũ của luật căn cước công dân năm 2014 thì không có trường hợp dưới 14 tuổi được cấp căn cứ công dân. Do vậy, luật uh, căn cứ công dân 2023 thì sẽ có quy định thêm là trong trường hợp uh, đổi cấp lại thẻ thì sẽ có trường hợp đổi từ người từ 14 tuổi trở lên. Đó là theo quy định tại điều 21 của luật căn cứ công dân năm 2023. Vâng, theo luật căn cứ công dân um, năm 2023 thì sẽ chính thức khai tử uh, chứng minh nhân dân từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật sư có thể thông tin chi tiết hơn về vấn đề này được không ạ? Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 46 Luật Căn cước Công dân năm 2023 thì chứng minh thư nhân dân sẽ còn hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và các loại giấy tờ đã phát hành và sử dụng thông tin từ chứng minh thư nhân dân căn cước công dân thì được giữ nguyên giá trị sử dụng và nhà nước không có yêu cầu công dân phải thay đổi điều chỉnh thông tin và chứng minh thư nhân dân căn cước công dân ở các cái giấy tờ đã cấp tức là chúng ta phải hiểu là theo luật mới tức là luật căn cước năm 2023 thì tất cả những cái giấy tờ cũ mà chúng ta được cấp trước đây thì chúng ta vẫn còn hạn để sử dụng cho tới khi hết cái thời hạn mà ghi trên cái thẻ vật lý á, mà chúng ta đang cầm trên tay á, ở đó nó sẽ có cái thời hạn sử dụng thì chúng ta hết cái thời hạn đó thì chúng ta sẽ cũng là hết hiệu lực của cái thẻ đó không không được sử dụng nữa Vâng thưa luật sư là hiện hành theo quy định tài khoản 1 điều 23 luật căn cước công dân năm 2014 thì quy định là thẻ căn cước công dân được đổi trong các trường hợp thẻ phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi và thẻ bị hư hỏng không sử dụng được cùng một số trường hợp khác. Vậy thì từ ngày 1 tháng 7 thì công dân sẽ được thổi thẻ căn cước trong những trường hợp nào ạ? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi mà luật căn cước công dân 2023 có hiệu lực thì theo khoản 1 điều 24 của luật căn cước công dân 2023 quy định về các trường hợp đổi thẻ thì sẽ bao gồm như sau. Thứ nhất là các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 của luật căn cước công dân 2023 là công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước khi dân khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi và 40 tuổi và 60 tuổi và phải thay đổi cải chính các thông tin của họ chữ đệm tên khai sinh ngày tháng năm sinh thay đổi nhận dạng bổ sung thông tin về khuôn mặt về vân tay xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước do sắp xếp của đơn vị hành chính xác nhận lại số định danh cá nhân khi người được cấp thẻ căn cước công dân có yêu cầu tức là chúng ta hiểu là khi một luật căn cước công dân 2023 có hiệu lực thì chúng ta một là chúng ta sẽ đổi theo yêu cầu hai là chúng ta có những cái thông tin mà bị sai chúng ta cần phải đính chính và đổi lại và thêm một cái độ tuổi nữa là thêm một độ tuổi số đủ 14 tuổi thì chúng ta có thể phải đổi lại thẻ hết cước công dân vâng à, vậy thưa luật sư thì thông tin in trên thẻ từ ngày 1 tháng 7 thì có thay đổi gì không ạ thông tin in trên thẻ từ Mùa 1 tháng 7 thì được uh, quy định uh, mới theo khoản 2 điều 18 của luật căn cước công dân 2023. Nhất là chúng ta chỉ cần nhớ là như thế này, là chúng ta sẽ đổi quê quán, tức là sẽ không còn quê quán nữa, mà thay vào đó là nơi đăng ký uh, khai sinh. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đăng ký khai sinh thì chúng ta dễ truy xuất hơn. Còn quê quán nhiều khi chúng ta đi xa quê lâu rồi, chúng ta tìm lại nguồn gốc rất là khó một cái điều nữa là mặt sau, mặt sau của căn cước công dân thì sẽ bỏ cái phần vân tay của chúng ta đi. Nên là các cái thông tin chính mà sẽ có trên thẻ căn cước công dân theo đúng quy định của luật căn cước năm 2023 thì sẽ bao gồm. Thứ nhất là hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc và dòng chữ căn cước, ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày tháng năm cấp thẻ, ngày tháng năm hết hạn sử dụng. Nơi cấp là Bộ Công an. Như vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì trên thẻ căn cước công dân đã được lược bỏ cây quán, nơi thường trú, thay vào đó là nơi đăng ký khai sinh và phần vân tay đặc điểm nhận dạng cũng được được bỏ. Một điều cũng được rất nhiều người dân chú ý là người dân có cần phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 không ạ? Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của điều 46 luật căn cước công dân năm 2023 thì tất cả những thẻ căn cước trước đây đều có giá trị cho tới khi hết thời hạn của thẻ đó trên mà đã được ghi cái thời hạn ở trên thẻ vật lý mà chúng ta đang có vâng cảm ơn luật sư đỗ thị hồng hạnh với những phân tích rất là chuyên sâu vừa rồi ạ đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại